các nhóm nhỏ trong thời kỳ tăng ước. Hội thánh thời tăng ước bùng nổ trong sự tăng trưởng trong vài năm ngắn ngủi. Nó đã phát triển từ một nhóm nhỏ tín hữu thành hàng chục ngàn tín hữu, có nhiều sự thật góp phần vào dòng người tin và hiện tượng tăng trưởng nhanh chóng này. Chức vụ của Chúa Giê-xu đã gieo hạt giống phúc âm và chuẩn bị đoàn dân đông để chấp nhận lời rao giảng của các môn đồ. Sau khi Chúa Giê-xu về trời, Đức Thánh Linh ngự xuống mạnh mẽ vào ngày lễ ngũ tuần trên những môn đồ tin kính và năng cầu nguyện, một trong những yếu tố góp phần cho sự phát triển nhanh chóng của Hội Thánh thời Tân Ước là cơ cấu tổ chức nhóm nhỏ của họ. Các nhóm nhỏ đã tạo ra một sự khác biệt. Hãy đọc trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 18 từ câu 1 đến câu 5, đoạn 20 từ câu 1 đến câu 4. Tại sao bạn nghĩ Luca lại liệt kê một số tên của những người mà Phaolô đã cộng tác chặt chẽ? Thật thú vị khi nhận thấy rằng Luca đề cập đến một số tên của những người mà Phaolô đã làm việc cùng. Đối với ông, mỗi người đều là quan trọng. Ông biết tên của họ. Họ hỗ trợ lẫn nhau trong chức vụ tiếp cận cộng đồng của họ. Mặc dù số lượng tên mà ông đề cập là rất ít, nhưng điều đó giúp chứng minh quan điểm về tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ với nhau, ngay cả với số lượng nhỏ. Mỗi người trong số họ chắc chắn có những ân phước ban cho khác biệt so với những người khác có. Họ đến từ những hoàn cảnh và văn hóa khác nhau. Cách nhìn nhận của họ về mọi thứ không phải lúc nào cũng giống nhau. Nhưng mỗi người đều có một đóng góp quý giá để thực hiện cho cái mục đích của Đấng Christ. Sự đa dạng của họ về ăn tứ, nguồn gốc và kinh nghiệm đã góp phần cho sự phát triển của Hội Thánh. Mỗi người trong số họ đã đóng góp cho sứ mệnh của Đấng Christ từ sự phong phú về hoàn cảnh và kinh nghiệm cá nhân của họ với Chúa Giê-xu. Hãy so sánh trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 16, câu 11 đến câu 15, câu 40 và đoạn 12, câu 11-12. Lydi đã đưa ra lời mời nào cho Phaolô ngay sau khi bà ấy cải đạo? Cả Phaolô và Phi-rơ đã đi đâu sau khi được đưa ra khỏi ngục? Các tín đồ tăng ước thường xuyên gặp nhau trong nhà. Nhà của tín đồ Cơ Đốc trở thành trung tâm ảnh hưởng và là trung tâm của chức vụ nhóm nhỏ. Bạn có nghĩ rằng việc bắt đầu một mục vụ nhóm nhỏ trong nhà của bạn hoặc tham gia với một người bạn để bắt đầu một mục vụ nhóm nhỏ trong nhà của người đó chưa? Nếu bạn đã là thành viên của một nhóm nhỏ, thì hãy suy nghĩ về những gì bạn có thể chia sẻ với lớp học của trường Sa-bát tuần này về lợi ích của nó. Cầu xin Chúa ở cùng quý ông bà và các anh chị em. Amen.